Tại sao trong cái quá trình coach, coachi lại là cái người chịu trách nhiệm hoàn toàn với những cái kết quả họ tạo ra? Chúng ta phải quay ngược trở lại vai trò của coach và coachi, cái mối quan hệ đó là gì cả nhỉ? Mối quan hệ đó là mối quan hệ đồng sáng tạo, co-creative để giúp cho họ tối đa hóa tiềm năng. Và khi chúng ta có mối quan hệ đồng sáng tạo đó, vai trò của chúng ta là coach, mục tiêu của chúng ta là giúp cho coachy có được một cái sự independent, một cái sự độc lập trong cái mối quan hệ làm việc với chúng ta càng sớm càng tốt. Và thứ ba, khi ai đó thấy rằng là à, mình là người chịu trách nhiệm cho những cái hành động của mình. Và mình là cái người chịu trách nhiệm cho kết quả những thứ mình tạo ra trong cuộc sống thì họ sẽ có tính tự chủ, họ sẽ có tính ownership một cái điểm nữa tại sao mà khi mà câu tự chịu trách nhiệm cho cái kết quả của họ nó lại quan trọng là mình giúp cho câu chi có khả năng tự học cốt giúp cho câu nâng cao cái sự nhận thức về những thứ gì diễn ra trong cuộc sống của họ và giúp họ được truyền cảm hứng trong cái quá trình mà họ tự học vẫn để cho khách hàng chịu trách nhiệm với cái kết quả của họ được không thì đấy là cái nguyên nguyên tắc này nó cực kỳ quan trọng